Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1 năm 2023, mặc dù không biết nội dung vụ việc chưa kiểm chứng, nhưng bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài sử dụng máy tính xách tay của mình trực tiếp duyệt chỉnh sửa bài viết do người không rõ lai lịch gửi đến, có nội dung bịa đặt sai sự thật rằng tại trường quân sự quân khu 7 xảy ra vụ hiếp dâm nữ sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1 năm 2023 tại đại đội 6, tiểu đoàn 3, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh và nhiều vụ việc hiếp dâm trước đây. Tài đã đăng tải bài viết bịa đặt này trên trang fanpage UFH Confession lúc 19 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2023. Tạo ra lượng tiếp cận và tương tác rất lớn, gây hoang mang dư luận. Hành vi của bị cáo Tài đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của quân đội. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài cũng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.